là một giáo viên của trường phổ thông ở vùng quê. Em tham gia vào lớp kiếm tiền hồ sơ được thầy và các ban chuẩn việc việc cho em và hôm nay em làm video giới thiệu về bản thân để cho các anh chị và thầy biết và chúc về em. Ra trường để học sư phạm năm 2013 và hiện nay thì em mới đi vào dạy vào đầu năm 2017 và em mới thực tập xong tập sự xong bên ngành giáo viên sư phạm tin học nên còn có nhiều sự lu bu. Nên khi mà thầy chia sẻ thì em cũng ít khi xem. Chỉ khi thời gian rảnh thì em mới lên mạng rồi xem. Nên có những video mà thầy chia sẻ em cũng chưa biết. Mong thầy và các anh chị thông cảm. Em thì quê xa quê em ở An Giang. Em thì mới lập gia đình và có một đứa con cũng mới là tập trưởng có 2 tháng rưỡi à, nên vừa lo công việc vừa lo cho con nên công chuyện lu bu, có khi em cả một ngày không lên mạng và có khi thì thời gian rảnh em lên cũng cần 1 tiếng 2 tiếng một hồ. Em lần đầu tiên về video nên mong anh chị và thầy thông cảm. Về sở thích của em thì em thường thích xem phim, rồi thích nghiên cứu về tin học, thích học hỏi và trau dồi kiến thức để có thể rèn, để có thể update hay là thể cập nhật được những thông tin mới nhất để cho mình không bị lỗi thời với thời đại. Em thì có thể cài máy xử lý những lỗi trong máy tính thì sơ sơ thì được, còn nếu chuyên sâu thì chưa biết, nên mong thầy và các anh chị nào biết thì có thể giúp đỡ em. Và nếu như mà có những kiến thức nào mà nằm trong tầm tay của em thì em có thể chia sẻ, không giấu giếm. Em mong được sự giúp đỡ và của thầy và các anh chị trong group để em có thể học tập và update được nhiều kiến thức hơn nữa. Và nhất là cái với ngày mà MO, một ngày mà em đã nói thiệt luôn là em đã nghe từ hầu lúc em đọc học đại học năm thứ tư, nhưng mà lúc đó là em với thằng bạn nó làm và lúc đó là em làm lúc đó là mới gõ cách cha làm được cũng cỡ nửa tháng gì đó mà thấy quá cực rồi. Rồi thì cái nữa không có ăn nên thôi em cũng làm rút. Rồi sau đó thì em ra trường và nhà làm việc với gia đình, phụ giúp gia đình trong 3 năm. Và mới năm 2017 vừa qua là em mới đi làm, mới thi vào trường phổ thông để dạy. Và cũng mới vừa thực tập xong. Trong khi thực tập thì em cũng có theo dõi và theo dõi thầy trong năm 2017 cho đến nay. Và em biết em và đăng ký tham gia vào nhóm kiếm tiền với kiếm tiền ngàn đô thì em cũng rất mong được thầy và các anh chị giúp đỡ cho em. Em lúc đầu em nghe hai từ ba từ kiếm tiền online thì em cũng không tin lắm. Khi mà em theo dõi và nghe thầy
giảng dạy cùng với những thông tin mà em thu thập được trong vòng 2 năm gần đây. Thì em mới tin tưởng và quyết tâm theo học thầy. Tính nết của em thì rất là nói thiệt rất là dễ nản, nhưng mà khi mà em có một cái động lực nào đó thì lúc đó là em làm rất là nghiêm túc, nên bởi vậy em cần một người thầy có thể tiếp xúc cho em một cái động lực để em có thể làm được và theo ngày hồng âu này. Em mong thầy và mọi người giúp đỡ cho em hơn. Em thành thật cảm ơn. Nếu video giới thiệu này của em chưa có hài lòng thì mong các anh hay là những câu từ mà chưa có được thoải mái thì mong các anh chị và thầy thông cảm bỏ qua cho em. Em xin hết rồi cái video giới thiệu này. Mong được sự giúp đỡ của các anh chị và thầy cùng các bạn trong group kiếm tiền 1.000 đô MMO. Xin bye bye, tạm biệt.